Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 3 Trăn trở sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tìm thừa số. Chúng ta xem cái bài này. Dọc mực che số máy. Và cái này là cái dọc mực này nè, nó che số máy. 2 ta nhân cho bao nhiêu chỗ này là bằng là 14. Thì thường thường ở chỗ này á, thì người ta họ hay đĩa là x hoặc là y. Như vậy là muốn tìm cái chỗ này, muốn tìm cái số gì chỗ này. Thì đây là cái dấu nhân. Dấu nhân thì hai cái này đều gọi là cái thừa số, được không? Cái này là cái thừa số đã biết, cái này là thừa số chưa biết và cái này là cái tích. Cái tích. Muốn tìm cái thừa số chưa biết thì ta lấy tích ta chia cho cái thừa số đã biết. Còn bạn này làm gì đây? Dựa vào bảng nhân 2 để tìm. Có nghĩa là ý bạn này là chúng ta sẽ đọc này, 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 12, 2 x 7 là bằng 14. Và ý bằng này là chúng ta sẽ dựa vào cái bảng nhân 2 thì đây là 2 x 7 là bằng 14. Còn bạn bên này thì sao đây? Dựa vào phép chia tương ứng. Bạn này thì chúng ta sẽ sử dụng là muốn tìm cái thừa số chưa biết thì ta lấy tích để chia ra thừa số đã biết. Ý là bạn này là như vậy. Như vậy trong hai bạn này thì về cái số nhỏ nhỏ như thế này thì bạn này là cũng được, nhưng mà bạn này sẽ bao quát hơn. Tại vì nhiều khi cái số nó lớn hơn thì chúng ta không có cái bảng nhân để mà chúng ta sẽ dựa vào đây. Cho nên cái ý của bạn này sẽ là ưu tiên hơn, tốt hơn, chúng ta sẽ làm theo cái ý của bạn này chứ không làm theo cái ý của bạn này ha. Tiếp theo chúng ta xuống cái phần dưới này, 2 ta nhân cho bao nhiêu là bằng 14, thì ở trên đó nãy giờ chúng ta còn đã nói rồi. Đây là cái thừa số đã biết có con số cụ thể rồi, nó là con số 2. Còn đây là cái thừa số chưa biết, tại vì dấu chấm hỏi hay là người ta hay để là chữ x á. Còn này là cái tích. Như là muốn tìm thừa số chưa biết thì ta lấy tích ta chia cho thừa số đã biết. 2 ta nhân 7 bằng 14. Ta lấy 14 ta chia cho 2 là bằng là 7. Rồi ta chia cho 7 thì bằng là 2. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích ta chia cho thừa số kia. Thừa số kia hay còn gọi là cái thừa số đã biết. Đó, chúng ta phải thuộc cái này nha. Thuộc cái này chứ không thuộc cái này chúng ta không làm bài được. Chúng ta qua bài số 1. Tìm thừa số chưa biết. Đây, cái này là cái thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích ta chia cho thừa số đã biết, có nghĩa ta lấy 40 ta chia cho 5 là bằng là 8. Như vậy các kết quả chỗ này là bằng là 8. Đây, 40 ta chia 5 là bằng là 8. Tương tự cái này nó cũng giống bên này. Muốn tìm cái thừa số chưa biết ta lấy tích ta chia cho thừa số đã biết, ta lấy 20 ta chia cho 2 là bằng 10. Cái này cũng vậy. Cái này là cái thừa số đã biết. Muốn tìm cái thừa số chưa biết ta lấy tích ta chia thừa số đã biết, ta lấy 18 ta chia cho 2 là bằng 9. Cái này ta lấy 20 ta chia 5 là bằng là 4. Ta nhẩm lại ta lấy 5 ta nhân 4 là bằng là 20. Chúng ta qua phần bài 1. Số bánh trong mẫu hộp là 2, 5, 2 và dấu chấm hỏi. Số hộp đựng bánh là 6. Số bánh có tất cả. Như vậy là trong này là số bánh trong mẫu hộp, số hộp đựng bánh. Như vậy là trong này là nó như thế này. Ví dụ như là cái hộp đây, đó. Cái hộp đây là cái số bánh, cái số bánh ví dụ như là trong này là 2 cái đúng không? Đây là 2 cái. 2 cái. Số hộp đựng bánh. Như vậy thì số hộp đựng bánh ở trong này là người ta họ cho là 6 cái. Đây là 1 cái rồi đúng không? Đây, cái thứ hai cũng là 2 cái, 2 cái bánh. Rồi cái thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Rồi. Đó. Như vậy là mẫu hộp là có 2 cái bánh, mẫu hộp có 2 cái bánh. Mà chúng ta sẽ có là 6 hộp. Rồi, như vậy là có tất cả là bao nhiêu? Như vậy là mỗi hộp là 2 này mà 6, như là ta lấy 2 ta nhân cho 6 là bằng là 12. Tổng cộng là 12. À, cái này cũng tương tự vậy. Cái này là cái hộp này bây giờ nó là 5 cái, còn số hộp là 7, vậy ta lấy 5 ta nhân cho 7, 5 nhân 7 là bằng 35. Rồi bây giờ thì cái này là muốn tìm cái này. Người ta họ cho là số bánh là 8.
số bánh mỗi hộp là 2, giờ ta lấy 8 ta chia cho 2 là bằng 4. Ta lấy 2 ta nhân 4 là bằng ra là 8. Cái này ta lấy 30 ta chia 5 là bằng 6. 6 nhân 5 là bằng là 30. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.